7. Không tà dâm, không ngoại tình. Bên Công giáo họ có làm sai ngoại tình gì thì họ nghỉ cuối năm đi rửa tội ông cha, kéo cái màn xuống, cái ông cha ngồi trong nhà sinh room, cái con chiên đứng ngoài đâu có nhìn thấy mặt ông cha, có miếng khăn mà, tại bà xã cũng sư phụ đạo ông giáo, bởi vì bà xin tội bà kể cho phụ nghe, cái bà nói bữa đó lỡ đi tiểu, đại khái nói ông đóng, nói thật tình ổng, ổng ngồi trong cười khăn thôi cha thay mặt Chúa xá tội cho con. Thế mà 3 tháng làm lại tiếp. Đạo thiên không có vậy nha con. Trưa nay mấy con không mang hộ thiên thì thôi. Mang hộ thiên thì mình biết sư phụ nó cảnh cáo đó. Lúc nào cũng có thiên long bát bộ, cũng có chư vị Bồ Tát, chư thánh, chư thần xung quanh các con đầy á. Mình đừng có lúc nào họ thiên á, mình đi chỗ không người là chỗ đó đông người nhất á. Mấy con tin hộ đi, mấy gì biết hết á, đừng có tưởng là mấy gì không có biết. Phải né. Trừ trường hợp mình chia tay thì là khác nhé. Xã hội thời này á, cái nạn này là quá trời luôn ở Việt Nam. Nói như này nó bao la lắm. Có cái số 7 nó có chữ không tà dâm. Dâm có nghĩa là cái gì? Sáng ăn vô, chiều dục ra. Đó là lời Phật. Thân tứ đại mà. Con nghĩ bao nhiêu vị thầy. Bộ mấy ổng mà mình nói chuyện này hơi tế nhị. Mấy ổng để cho gọi lại gì ta biết không có chuyện đó. Thì sáng ăn vô dì dục ra, có nghĩa là cứ để nó tự nhiên, nhưng mà cái đầu đừng có nghĩ cái chuyện mà phái lạc đó. Khi mình vô chùa mình tu mặc áo vàng cũng vậy, nó là một cái tuần hoàn tự nhiên. Nhưng có những con người á, dùng cái đó để mà làm vui á, đó là bị tội á, mới phạm vô tội tà dâm. Có nhiều người còn dùng vô những cái chất kích thích nữa thì không có nên, cứ bình thường thôi. Tại vì khi mình dính vô cái đó nhiều á, nó ghiền á, không giống như tăng đô ghiền, thì lúc đó mình sẽ không còn giữ được bất cứ giới nào hết. Còn cái cơ thể nó tuần hoàn tự nhiên thì để nó tự nhiên, nhưng mà lúc mà đó mình đừng có nghĩ tới chuyện